Rồi còn cái tính năng tiếp theo ấy mà lần trước mình có bảo là một số cái tính năng khác có thể người mới mình cũng không sử dụng đến ấy, thì mình cũng hướng dẫn trong video sau ấy, thì video này mình cũng có thể hướng dẫn luôn. Tuy nhiên thì có thể là mọi người cũng không dùng đến đâu, vì đặc biệt các bạn mới đặc biệt cũng có thể không dùng đến. Đó là cái tính năng về cái reverse và cái tính năng chu chu tức là tiếng Anh mình không đọc được thì tí mình sẽ ghi trên màn hình, thì mọi người có thể là xem lại cái tính năng đấy nhé. Tức là cái reverse là cái tính năng mà để như kiểu nó vọng lại, thì mình dùng thế nào, tức là mình sẽ ấn hai cái pedal này, ấn hai pedal bên ở giữa và pedal bên trái của mình. Đấy, chúng ta ấn cùng nút và chúng ta ấn cái nút đầu tiên này, tức là đây là chức năng là tắt tắt cái reverse này đi. Còn khi mà chúng ta lại giữ hai cái nút cái pedal này bên trái và pedal giữa này, thì là chúng ta ấn cái nút trắng thứ hai này, một hai này, phím trắng thứ hai này. Đó, đây là bật cái reverse lên đó, là cái chức năng mà nó vọng lại. Thì thực ra thì mình các bạn nào về chơi chuyên nghiệp về chơi lâu rồi thì mình mới để ý kỹ về cái tính năng và nó có cái tác dụng, còn bình thường các bạn mới thì có thể nó không có tác dụng nhiều các bạn đâu. Cái tính năng tiếp theo là tính năng về cái chu 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 gì đó. Thì cái bật tính năng này thì nó cũng dễ thôi, cũng là sử dụng hai cái pedal này bên trái và pedal giữa. Để bật thì chúng ta sẽ ấn vào cái nút 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 đô đầu tiên này, tức là phím trắng thứ ba từ trái qua phải này. Là ấn nút này là tắt cái chu đi. Còn ấn cái nút rê đầu tiên, tức là phím trắng màu trắng thứ tư từ trái qua phải, 1 2 3 4 là bật cái chu lên. Đó thì cái chu này nó cũng làm như kiểu là mấy cái nhạc cụ cùng chơi vào một cái nốt đấy thì nó tạo một cái hiệu ứng vang vang rất là hay. Cái này thì mọi người nhận rõ hơn, nhận biết rõ hơn cái phần reverb kia. Còn cái phần chu chu này thì chúng ta nhận rõ biết rõ hơn nhé. Phần reverb kia thì chúng ta ấn thì có vẻ là nó bạn nào mà chơi cực kỳ chuyên nghiệp hoặc là chơi lâu rồi thì mình mới nhận được, biết được. Còn những bạn mới thì có thể nhìn nghe nó không phân biệt quá nhiều. Còn cái phần chu này như kiểu là hình dung là nó chơi nhiều cái loại nhạc cụ cùng một cái nốt ấy thì nó tạo cái hiệu ứng nó vang vang kiểu kiểu này. Đấy, thì nó đang nhận biết được luôn. Đấy là bật cái tính năng lên, còn tắt đi à. Tắt đi thì chúng ta lại ấn về nốt đồ là nó hiện chữ C off thì là tắt đi. Tính năng về cái reverse và chu gì đó. Đấy chưa? Đấy là cái tính năng thêm mà video trước mình chưa hướng dẫn, thì đây là hướng dẫn luôn. Nhưng mà tuy nhiên thì mình cũng nói lại là có thể người mới chúng ta nếu mà mới tập được cái đàn này thì có thể chúng ta xem cái video hướng dẫn video đầu tiên đấy, cộng với lại cái hướng dẫn cái metronome ở đầu video này. À, chúng ta có thể hầu như là sử dụng làm chủ cái đàn này rồi và cũng là đầy đủ các tính năng để chúng ta hỗ trợ học tập rồi. Còn cái video nữa để chúng ta kết nối với các cái phần mềm máy tính hoặc là iPhone, iPad ấy, thì là có những video khác thì nó kỹ hơn. Còn lại thì những cái tính năng như kiểu cái tính năng vừa rồi mình hướng dẫn thì có thể chúng ta cũng chưa dùng đến ngay đâu. Thì cảm ơn mọi người đã xem nhé, nhớ like và chia sẻ mình nhé.